trong giây lát khi anh thấy em bên anh vẫn hiện hữu đau đây. Mở trong mắt những bước chân qua nhau khi cơn mưa kéo đến nhạt nhòa, kiếm nơi dừng chân từng hơi ấm sát bên nhau lại ngất đôi ba vai anh đi về đây. Lòng anh sao kia như người ta mà sớm mai từng đồng say lâu nay không quen nhau mà đây. Và dấu chấm hết cho một đoạn kết khi ta nhìn thấy những rắc rối ở trong đôi mắt nhau. Và kết thúc để không cảm thấy ta đang lừa dối và gây tổn thương thêm cho nhau. Vì dẫu lúc đó hai ta có thể ngồi xuống và bắt đầu lại từ đầu thì sao đây? Hai ta sẽ không như vậy, có thể ta sẽ không buông tay. Và một câu chuyện buồn của mình sẽ không mong manh như là một trang giấy dễ dàng bị gió cuốn bay. Một chút gì đó cho một cảm giác cô đơn, và một chút gì đó cho thời gian trôi nhanh hơn. Một lần cuối cùng trọn vẹn thử giúp nơi tâm can anh gói gọn. Lần đầu anh cảm thấy mình thực lòng yêu một người con gái, và không biết làm gì hơn là dựng cho riêng mình một sự thật nơi trái tim tổn thương. Tình yêu những lúc anh sao kia như người ta mà sớm mai, từng đồng say lâu nay không quen nhau mà đây. Dừng lại một nơi ta đã có lần từ nâng đó, cảm nhận hơi ấm giữa cái giá lạnh ngày cuối đông. Từ mắt anh giọt nước kia mình đến nơi xa lạc lắm giờ. Một ngày tình cờ ta bước qua nhau không nước mắt không nụ cười, từng cảm giác xa lạ vì thời gian chẳng thể ăn cơm nên những vết thương. Đồng say lâu nay không quen nhau mà đây. Dừng lại một nơi ta đã có lần từ nâng đó, cảm nhận hơi ấm giữa cái giá lạnh ngày cuối đông. Từ mắt anh giọt nước kia tình đến nơi xa lạc lòng xa. Từ nơi